đến với chương trình không hẹn thực hiện mỗi tối thứ hai hàng tuần trên làn sóng của đài TVN. Thưa quý vị, những cái khúc nhạc rất là quen thuộc và rộn ràng vừa rồi để chào đón quý vị thính giả đến với không hẹn thực hiện mỗi tối thứ hai hàng tuần. Và thưa quý vị, trong chương trình không hẹn tối nay chúng tôi có sự góp mặt của anh nhà báo Nguyễn Vy Túy và cũng như là anh Thái Lê Văn Thái. Xin chào, xin được chào anh Túy trước ạ. Chúng tôi xin được chào anh Hoàng Nam và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài TVN. Vâng, xin chào anh Thái ạ. Thưa quý vị khán thính giả, thưa anh Hoàng Nam, hôm nay chúng tôi được vinh hạnh đến đây để góp ý về một vài cái đề mục. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả sắp gần đây. Vâng, và một lần nữa thì cảm ơn các hai anh có mặt trong ngày hôm nay và xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình không hẹn tối nay. Chương trình hôm nay gửi đến quý vị trễ chút xíu, không phải là vì lý do vì thời tiết lúc nào nó cũng thay đổi cả, lúc mưa lúc nắng, đặc biệt là trong năm nay cái hiện tượng La Nina đó anh Vy Túy. Dạ, nó ảnh hưởng rất lớn cho đến cái nước Úc này, nên người ta cảm thấy là người ta có vẻ khó chịu vì ba cái hiện tượng La Nina xảy ra liên tiếp trong 3 năm vừa rồi, và chắc là đến lúc nó phải hồi chấm dứt. Và có lẽ dù mà có việc nó nóng bỏng như nào, chẳng hạn như là mình thấy cái hiện tượng của Omicron trong những tuần lễ qua nó cũng lên đến cao điểm, và người ta dự báo là nó sẽ xuống trước dịp lễ Giáng sinh. Đó là cái điều vui mừng. Tuy nhiên, không biết là cái tình hình của cộng đồng của mình lên tới cỡ nào và nó xuống tới cỡ nào. Chắc quý vị muốn biết được cái chương trình việc nó diễn tiến như thế nào, và đặc biệt là trong những cái phiên tòa kế tiếp sau đây. Đó là lý do mà tại sao sự có mặt của anh Vy Túy trong cuộc nói chuyện hôm nay, cũng như là anh Lê Văn Thái. Thì chắc có lẽ là hai anh cũng đã có nghe sơ về cái việc gì xảy ra phiên tòa hôm nay trong cái vấn đề mà cái nhóm kiện cộng đồng của người Việt mình ở tại tiểu bang New South Wales, có phải không ạ? Đúng như anh nói, ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy nó có một cái hiện tượng rất là lạ, là gió rất là mạnh, và nhiều vùng đó, ví dụ như ở Melbourne còn có tuyết, còn có mưa đá. Riêng tại Sydney và cái vùng mà chúng tôi đang sinh sống đó thì gió lồng lộng mà phần phật, và nó thổi bay nhiều thứ ở trong sân vườn, và những đồ gì nhẹ thì đều bị tốc bay lên hết. Về đó cũng tôi liên tưởng đến cái tình trạng hiện nay của cộng đồng của chúng ta, nó cũng đang đứng trước một cái cơn sóng gió cũng tương tự như vậy. Và ngày hôm nay là một cái ngày chúng ta phải nói rằng đáng ghi nhớ, là vì hôm nay là cái hạn chót để hai bên có thể nộp vào tất cả những điều gì mình muốn kiện cáo để đưa cho ông tòa xem xét trước khi bắt đầu cuộc xử. Nhưng mà có một điều rất là lạ, tôi nghĩ cũng không là lạ, khi ông tòa mà nhìn thấy cái hồ sơ của hai bên, nó mỗi bên cả hàng ngàn trang lên tới một cái sấp dày như vậy thì cho bán. Họ nhìn thấy rằng là đây đâu có phải Telstar đấu với một cái hãng đối thủ nào khác, hay là đúng giống như Star Casino đấu với Crown Casino đâu. Đúng rồi, nhưng mình tôi nghĩ là nếu mà phải gì mà kiện tụng giữa BSB kiện một cái hầm mỏ nào với Western Australia để tranh giành với nhau bạc tỷ đấy, thì mình có thể tưởng tượng được. Chắc là tôi nghĩ là anh Phí, ông Dung nghĩ sao, biết anh Thái nghĩ sao. Tôi nghĩ nếu mà bà tòa án đó, cái bà dở ra cái hồ sơ nào để bà ấn định cái ngày xét xử đó, chắc bà thấy bà giật mình, trời ơi, cái chuyện mà nhỏ xíu như thế này, chuyện mà giống như là tranh giành, giống như là anh em ở trong nhà như thế này, mà sao không giải quyết được mà phải đem ra ngoài đáo tụng đình như thế này. Anh nghĩ sao? Điều đó họ rất là ngạc nhiên. Thì khi mà họ thấy một cái tờ hồ sơ của hai bên như vậy thì họ thấy là tại sao là nó có một cái chuyện kỳ lạ, chỉ trong một cái community rất là nhỏ, một cái chuyện có thể giống như một cái chén nước thôi, sống trong một cái chén nước thôi, nhưng mà làm sao hội thân thành một cái đại dương như thế này. Thì đúng như cái sự tiên đoán của chúng tôi trước đây nói đó, là khi mà họ nhìn thấy một cái hồ sơ dày cộm như vậy, và nó là một cái chuyện nó không có hề trọng gì, nó có liên quan gì tới kinh tế, chính trị hay đời sống của con người, hay nó ảnh hưởng tới một cái phần nào của đất nước này, thì họ đã có một cái giải pháp khác rồi. Và cái giải pháp đó thì tôi cho là một cái giải pháp đó hữu lý. Thì vì khi ông tòa mà ông ra một cái phán quyết như vậy đó, thì tôi cho là rất là hợp lý, và nó phù hợp với cái tình hình của cộng đồng, của cái vụ kiện hiện nay của chúng ta hiện nay. Đó là họ yêu cầu hai bên bị kiện
cũng như bên Bắc Đơn Đi Kiểm là phải kiếm một cái tòa khác, kiếm một cái cơ cấu khác để mà tiến tới một cái cuộc hòa giải trước khi đưa đến một cái vụ kiện tiếp tục. Anh dùng cái chữ tòa yêu cầu đó, tôi thấy nó chưa có chính xác lắm. Theo cái tinh thần của chiều Hồ Chiều đó, là tòa order, mà mình dùng cái tiếng order là nó cái ra lệnh cho hai bên phải kiếm một cái hội đồng hòa giải khác. Một cái hội đồng hòa giải thì xin nói cho quý vị khán thính giả chúng tôi cùng nghe thôi. Cái hội đồng hòa giải đó do một cái ông hòa giải, nghĩa là cái ông mà có quyền ngồi ở trong đó mà nghe hai bên tranh luận qua lại để mà hòa giải đó, thì chi phí cái ông đó không thôi một ngày là 8.000 đồng. Nó cũng tương đương với một ông barrister. Dạ, 8.000 đồng thì có thể có nói rằng là 8.000 đồng đó chia hai, chứ không phải bên nào mà cũng phải bên này chịu và bên kia cũng chịu. Đó là cái là hòa giải thôi. Mà tòa cũng ra lệnh là phải làm cho tới ngày, tới tháng 2 á, mùng 8 hoặc là mùng 8, tôi nhớ kỹ, mùng 8 tháng 2 là phải xong. Rồi mới, khi đó tòa mới xét tới xong. Anh Thái nói rất là đúng, tức là đây là một cái lệnh của tòa, chứ không phải là một cái chuyện mà về đồng tiến muốn hay là về đồng cô ý muốn, đại khái như vậy. Thì đây là một cái lệnh tòa mà bắt buộc hai bên phải tuân thủ. Tức là phải đi theo cái tiến trình mà đi kiếm ra những cái người trọng tài để mà họ phán xử trước khi trở lại cái tòa án tối cao. Thì như anh Thái vừa nói đó, là hiện nay khi mà lệnh tòa đòi hỏi như vậy thì hai bên phải tìm ra một cái người gọi là mediator, tức là cũng như là một cái người commissioner đó, trọng tài đó. Thì những cái người này đó thì họ thật ra là họ cũng là những trạng sư, những thẩm phán trước đây mà nay họ về hưu hoặc là họ làm qua một cái lãnh vực khác, chuyên nghề hòa giải đó. Đúng rồi, chúng ta thấy ở trong cái chính phủ đó, khi mà người ta kiện tới các cái vụ chống tham nhũng hay là vi phạm pháp luật đó, họ cũng đều qua cái commissioner này hết, rồi mới đưa tới các cái phiên tòa khác. Vì vậy cho nên đây là một cái giải pháp của cộng đồng mà chúng tôi tin rằng đó là hai bên đều phải cộng tác để mà đi theo cái tiến trình này. Nếu mà một trong hai bên không cộng tác thì tòa có thể tuyên bố cái bên không cộng tác đó là bên thua. Nhưng mà rõ ràng mình thấy là mà tòa mà bán ra cái chỉ thị như vậy đó thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý. Là bởi vì thứ nhất mà nhìn cái hồ sơ mà tòa án mà dài cả chồng như thế này, cả ngàn trang như thế này, thì tôi nghĩ là nếu mà mình xem xét xử thì nó kéo dài, và kéo dài thì cái cost nó rất là nhiều. Chỉ có cái cost không mà riêng bên đi kiện cũng như là bên bị kiện cũng vậy, mà để thuê trạng sư để mà follow theo cái cuộc case này đó, thì tôi nghĩ là chịu không nổi. Cho nên bà tòa bà rõ ràng bà thấy cái điều đó, bà nghĩ là cái điều rất là vô lý đối với bà, tôi nghĩ như vậy. Có một cái chi xin lỗi anh Nam, có một cái chi tiết mà anh Tùy và anh Nam quên nhớ là tòa coi cái hồ sơ hai bên, một bên một chồng ấy vậy này, tòa mới hỏi bên đi kiện theo tụi bay thì cái này á là xử bao nhiêu lâu thì xong, thì bên đi kiện nói là khoảng 8 ngày. Tòa trợn mắt lên liệt, thấy không? Nó tại sao mà xử như tụi bay tưởng là 8 ngày xử là ít lắm hay sao? Rồi tiền ở đâu mà trả 8 ngày xử? Đó, thì bên anh Thái nói rất là đúng. Tại vì chúng ta phải biết rằng khi mà trạng sư họ ra tòa đó, họ nói từ 8 đến 10 ngày đó, thì có nghĩa là mình phải nhân đôi cái ngày đó. 8 đến 10 lần xử thì có nghĩa rằng là trước cái phiên xử đó là mình phải làm việc với thẩm phán một ngày nữa. Cái người barrister của mình một ngày nữa. Thì nếu mà nó là 8 ngày thì nó sẽ là 16 ngày. Mà nếu là nó là 10 ngày thì nó sẽ là 20 ngày. Thì cái số tiền của 20 ngày đó thì thí dụ ở bên kia đó thì tôi nghe nói rằng là mỗi ngày của họ đó là 10.000 đồng, còn bên cộng đồng đó là khoảng 8.000. Thì bây giờ mình cứ tính đi, nếu mà là 20 ngày tức là 10 ngày làm việc với trạng sư và 10 ngày ra tòa để mà xử, thì mỗi bên phải tốn từ 160.000 tới 200.000. Thì chúng ta thấy rằng đó là nếu mà cộng hai bên lại đó, cái phiên tòa chưa biết đi đến đâu đã mất 400.000, khoảng 400.000. Đó là chưa kể thí dụ trước đây cô kết hòa nghe ông Bô Huy cũng đã từng nói đó, là nếu mà một bên thua đó, họ còn khiếu kiện nữa, mà họ còn khiếu kiện thí dụ bác sĩ Tiến ông khiếu chống kiện án, chống án chống án bên này cũng chống án lại, thì
cái thời gian đó nó sẽ có thể kéo dài gấp đôi nữa. Thì cái phía này mà trước đây tôi nói đó, là cái chi phí của hai bên có thể lên tới 1 triệu là một cái điều không phải là hoang tưởng. Không biết là anh có thể nhắc lại cho thính giả đi, người ta theo dõi cái buổi nói chuyện bây giờ của anh em mình ở đây đó, chúng ta ở đây đó, người ta có thể hiểu được. Tức là cái buổi ra tòa buổi trong ngày hôm nay đấy, thì bà tòa bà có cái đề nghị là phải về, phải về cũng nói đâm đa một cái là nội bộ tư phải hòa giải với nhau, nói chuyện với nhau, không thì phải cần tới cái người trung gian, người trọng tài. Vậy thì mai anh có biết là khi nào thì mới được trở lại với tòa án lần tới không? Mùng 8 tháng 2 này. Mùng 8 tháng 2 chỉ ra chứ ấn định cái tòa, ngày cái tòa ngày. ra lệnh là cho tới ngày 8 tháng 2 là hành chót, là có cái kết quả, phải có kết quả của tòa hòa giải đó. Là 8 tháng 2 là phải có kết quả. Tức là tới ngày 8 tháng 2 này, hai bên sau khi mà đã mướn một cái người trọng tài mà đi đến một cái kết quả nào đó, thì cái người trọng tài đó người ta sẽ nộp cái kết quả đó cho tòa. Và nếu mà hai bên không đi đến một cái kết quả nào đó thì ông tòa sẽ nhìn tới đó, ông nói ok 8 tháng 2 đưa cái đó cho ông đọc xong, thì ông nói ok bây giờ đâu phải nhìn lại coi cái tiến trình xử ở tòa có cái ngày nào mà nó có thể nó có từ 8 tới 10 ngày để xử cho các vua hay không. Thì lúc đó đó là cả một vấn đề, và điều đó nó có thể kéo dài từ 3 tới 6 tháng là chuyện thường. Vậy cho nên chúng ta tin rằng đó là vụ kiện này nếu mà nó không đi đến một cái kết quả nào qua một cái phiên tòa hòa giải thì nó sẽ có thể kéo dài tới hết năm hết năm 23. Tôi nghĩ là mà khi mà ở ngoài tòa án mà họ đưa ra cái quyết định như vậy đó, ban ra quyết định như vậy đây, thì tôi nghĩ là tòa án họ sẽ nghĩ là cái vấn đề kiện với quý ngài quý ông là điều kiện giống như là rùi bâu của nó năm nay là cái từ ngữ của mình đó. Cái chuyện rùi bâu, cái chuyện như chứ có chuyện mà nó có cái chuyện cộng đồng tranh cãi với nhau thì chỉ nên tìm người để mà giải quyết vấn đề thôi, chứ cần gì phải đưa ra tòa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mình bây giờ mình đặt câu hỏi ở đây là tôi nghe đó, trong khoảng thời gian mới đây đó thì phía bên kia đó, phía bên nguyên đơn đó, thì người ta cũng chuẩn bị có một cuộc họp, họ kêu gọi tất cả lại có một cuộc họp. Phía bên phe của họ đó, họ có một nhóm của họ họp lại, chắc là họ cũng lấy ý kiến là phải là làm như thế nào. Nhưng có một điều câu hỏi mình đặt, tôi đặt ra ở đây, nếu mà bây giờ kêu cái người hòa giải đó để ra đứng làm trung gian để hòa giải hai bên đó, rồi như là bên anh là bên kia người ta không chịu, hoặc là bên tôi là bên này ông vô quy ông không chịu, thì làm sao biết được vấn đề ta? Cái vấn đề mà tôi cũng muốn có cái ý nghĩ như anh vậy. Bây giờ trình một ông hòa giải, cái ông đó ông nào ông A chẳng hạn, nhưng mà ông A đó phải được bên bị cáo và bên nguyên cáo hai bên cùng đồng thuận mới làm việc được chứ. Cho bây giờ giả như ông bên phe ông Tiến kiếm một ông hòa giải mà có thể là nói theo ông Tiến, hòa giải theo cái chiều hướng của ông Tiến, mà bên này á, cái ông bên này thì hòa giải theo chiều hướng của bị cáo, còn hai bên không đồng ý với nhau thì làm sao? Tôi không nghĩ gì anh Thái, tôi chỉ nghĩ là cái người mà trọng tài đó thì cũng giống như ông trọng tài mà ông bắt đá banh đó, tức là ông phải không có thiên vị bên nào hết, ông chỉ tìm ra cái kết quả cho hai bên mà thôi. Đưa ra một cái solution. Đúng rồi, đưa ra một cái kết quả để mà có thể mà đi đến một cái kết quả sau cùng của hai bên đó. Thì cái điều quan trọng ở đây đó thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cái vấn đề mà hai bên có thể đồng thuận hay không đồng thuận với nhau là về cái giá cả của cái người đó như thế nào thôi. Giá cả theo anh là giá cả là sao? Giá cả của họ, của những cái người này đó, họ cũng không thua gì một ông barrister ở trên tòa thượng thẩm hết. Tức là cũng từ 7.000 tới 10.000 đô la cho một ngày. Nó tốn thời gian của họ làm việc một ngày đó. Đúng vậy, nếu mà một cái cuộc hòa giải này kéo dài 5 ngày thì mỗi bên tốn 50.000. Quá. Một ngày là 8 ngàn, 10 ngàn. Không biết ngày đó là cái kết quả như thế nào mà ông ngồi từ suốt sáng tới chiều là 8 ngàn. Cho nên chúng tôi khi mà tôi suy nghĩ về vấn đề đó, tôi bảo nếu mà một cái điều tốt đẹp hơn xảy ra với cộng đồng đó, thay vì chúng ta phải đi qua một cái tòa hòa giải, tại sao chúng ta không có một cái cuộc hòa giải tay đôi giữa hai bên kiện và bị kiện? Thì chúng ta đốt được cái giai đoạn là chúng ta không phải thuê mướn cái ông ombudsman đó hay là cái ông commissioner đó để mà làm cái tòa hòa giải. Nhưng mà điều đó nó quan trọng ở cái chỗ thực sự hai bên có muốn hòa giải hay không. Chứ còn nếu mà thực sự hai bên không muốn hòa giải đó
thì cái tiến trình của cái tòa hòa giải này, cái cuộc hòa giải này, nó cũng chỉ là một cái tiến trình bắt buộc của tòa án để mà tiếp tục đưa vụ kiện trở lại tòa án tối cao mà thôi. Tôi thấy cái điều đó nó hơi khó đấy, nó khó ở cái chỗ này. Tại vì như mấy ông kia là bên bị kiện đó, rồi họ đã từng tuyên bố ghê gớm lắm. Nếu quý vị đó có nhiều lần họ tuyên bố trong tay họ có một dàn luật sư, năm ba ông luật sư gì đó nổi tiếng trong cộng đồng của mình. Rồi một lượt nữa và lần nữa thì họ cũng tuyên bố rằng là cái vấn đề thắng kiện là nằm trong tay của họ. Yeah. Ok. Cho nên với lại chứ ý là họ là những người có title đó, họ là những người mà kia là có địa vị trong xã hội, họ nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ biểu họ ngồi lại kiện mà nó không có đem cái gì mà lợi lộc cho họ đó thì người ta nghĩ là họ thua. Mà nếu họ thua thì người ta mất mặt, cái tôi của họ nó cao quá, họ đâu có chịu. Cho nên cái điều tôi nghĩ nó dẫn tới vấn đề rất là khó khăn, giống như dễ dàng giống như mình nghĩ. Anh Tý vừa mới đã làm chiều hai người, tại sao mà không chịu ngồi xuống để mà mình nói chuyện với nhau. Tôi thấy rõ ràng là trong các cái chương trình của các anh đó, chương trình thế sự của các anh đó mà tôi theo dõi đó, các anh đó rất là nhiều lần các anh đề cập tới cái vấn đề đó rồi. Mà ngay cái chương trình không hề của chúng tôi cũng đã đề cập tới cái vấn đề, cái giải quyết vấn đề một cách gọi là dễ dàng và ổn thỏa và đỡ tốn kém. Và đầu quan trọng là nó không có thiệt hại đến cái cộng đồng, nó làm mất đi cái tinh thần đoàn kết này, thì chỉ có cái đứa ngồi lại nói chuyện mà thôi. Tuy nhiên mình thấy người ta, tôi thấy là họ đâu có trả lời trả dấu như các anh đâu. Thì tôi xin có ý kiến này anh Nam. Trong cái vấn đề mà anh Tuy nói là ngồi lại đó và hòa giải đó, thì nếu mà bây giờ tôi nói thẳng ra cái phe bên nguyên đơn, nếu mà họ chịu hòa giải thì biết bao nhiêu dịp qua rồi, ông Nguyễn Quốc Nam này, rồi ông Bùi Trọng Cường này, rồi cái ông luật sư Chí này, đó là những cái người hòa giải đó. Nhưng mà họ không có muốn, họ cứ đòi là nhốt mấy người này thôi, đưa lên này nhốt. Thì mới đây chắc các anh cũng có nghe và quý khán thính giả có nghe rằng là sắp sửa có kết quả rồi đó, mà kết quả là tốt cho phải kiện đó. Thành thử chứ những cái cái đó mình cũng có nhiều lúc mà anh Nam anh Tuý cũng có ngồi rồi, cái ông Nguyễn Quốc Nam ngồi đây thì nói là bên cái phe ông Huy đó, cái phe bị kiện đó là cũng đồng ý chấp nhận ngồi xuống. Thì bên ông Nam nói nhưng mà phải có một tí để cho vợ vớt vát lại cái thể diện của cái phe đi kiện. Thì chúng tôi cũng xin thưa để quý vị khán thính giả mà chưa nghe cái chương trình ông Hoàng Nam hay là chưa nghe chương trình thế sự đó, thì đó rất nhiều dịp để mà ngồi xuống rồi. Nhưng mà cuối cùng lại là mai sáng ngủ dậy họ nói để coi đã. Thì bây giờ anh thấy sao? Bây giờ tôi thấy là ông tòa ông ra như vậy là họ phải chấp nhận. Tôi đó thì tôi có ngồi trong cái bữa ăn cơm tối ở nhà Bạch Đằng cùng với lại ông bác sĩ Nam ở bên Paris qua đó, thì tôi rất là vui vì ông nói là ngày mai có thể là có một cuộc họp với họ để họ trao đổi, là câu rốt cuộc tôi thấy là ông đi về Paris một cách im lìm không gì cả. Thì câu hỏi chúng ta đặt ở đây là thấy là thiện chí như thế nào, quý vị đã thấy rõ rồi. Rõ ràng là bên ông Bao Quy với bên BCA nó đâm ra là ở đây là người ta đã bằng lòng để ngồi xuống nói chuyện qua cái người mà khỏi cần thuê mướn gì cả, tức là ông bác sĩ Nam không tốn tiền, không có 5.000, 8.000 giống như thuê mà Mediator ở đây như là anh Tý mới trình bày. Thì mình thấy đó là cái cơ hội đó, nó đã rất là nhiều cơ hội để chúng ta có thể ngồi lại với nhau. Nhưng mà tôi đến cuối cùng là tôi không hiểu được cái lý do tại sao mà nó ghê gớm đến mức độ như vậy. Nhưng mà tôi có một cái tin tôi cho là tin tức tốt. Đó là ông Tiến, ông Thanh và Nên nó mới ra một cái thông cáo đăng ở trên Facebook đó. Nói là ngày 3 tháng 12 này họ sẽ có một cái buổi họp để tường trình cái kết quả của cái vụ sự kiện đối với những cái người mà đồng hành với họ. Thì tôi tin rằng đó là trong cái ngày 3 tháng 12 này đó thì họ gặp nhau. Thì tôi mong và tôi cũng tin rằng đó là họ sẽ phải thảo luận một cái giải pháp nào tốt nhất để mà có thể chấm dứt cái vụ kiện này. Và nếu mà thật sự những cái người mà đồng hành với họ, những cái người bỏ tiền cho họ làm cái vụ kiện này mà thấy rằng đây là một cái lúc, phải nói là một cái cơ hội, bởi vì đây là an toàn. Tòa ra lệnh chứ không phải là họ muốn, đúng không nào? Phải không nào? Thì họ lấy cái lý do là đó là tòa ra lệnh hai bên phải ngồi xuống, đâu có cái gì mà phải mất mặt, hay là không có gì là thua, hay là đâu có gì là thắng, hay là đâu có gì mà phải
phải cân đo đong đếm như xưa nữa. Nhưng mà tôi thấy ngay ở trên cái trang Facebook đó, khi mà họ phổ biến cái thông báo này đó, thì ở dưới họ đã gạch đít ở dưới một cái thông báo của tôi, ở trên trang Facebook của tôi, trong đó tôi có cái dùng cái chữ là hòa giải. Họ nói là đừng tin những cái gì mà tôi nói về cái vấn đề hòa giải. Điều đó thì làm tôi rất là ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Tại vì rõ ràng khi mà chúng ta nói tới hòa giải là chúng ta nói tới thiện chí. Và khi nói tới thiện chí thì chúng ta nói, phải nói thẳng là chúng ta chín bỏ là mười, phải không ạ? Chúng ta một điều, những chín điều lành đại khái như vậy, để mà cộng đồng chúng ta có thể tái phục hoạt được các sinh hoạt trong tương lai. Tuy nhiên những người mà đi theo họ đó, họ lại có cái khuynh hướng rằng là ngồi xuống hòa hiệp, hay là đi tới một cái kết quả gì mà tương nhường như đôi bên, đối với họ đó là một cái thất bại. Tôi thấy điều đó là rất là một cái điều là có thể là một cái vấn đề rất là khó xử trong tương lai, khi mà bên cạnh họ vẫn có những cái người bị tiêm nhiễm bởi những cái câu nói của ông bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến là phải thắng và sắp thắng, và cái chiến thắng đó đã nằm trong tầm tay của họ. Cái điều quan trọng mà anh vừa mới đề cập tới vấn đề đó thì tôi là liên tưởng đến cái việc là ngoài cái mà anh vừa nói là cái tu tại tạm gọi là cái tôi của họ nó quá nặng đó, họ không có thể ngồi xuống đây mà nói chuyện được đó, thì tôi nghĩ là có cái yếu tố đằng sau, ok, mà có thể tạo một cái áp lực để cho, nghĩ là nếu mà các anh bạn làm, các anh chơi tới cùng đi, thì sẽ có tôi sẵn sàng giúp đỡ các anh đây, ok, chắc chắn là chúng ta đi đến một kết cục là chúng ta sẽ thắng. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái người đó đó, người ta cũng không có thể nghĩ được cái người nào mà để thúc đẩy đằng sau đó, họ không có nghĩ tới. Họ nghĩ là mấy ông bác sĩ này đó, là mấy ông này có tiền dữ lắm, ok, ông sẽ đứng ra cán đáng, ông sẽ chịu vì cái này, vì danh dự, về này kia kia nọ, cho nên ông có thể bỏ qua được mất mặt này kia kia nọ. Cho nên cứ là cái thế mà chúng ta cái tiến tới mà chúng ta hút tới đánh tiếp theo cái chiều này là thắng lợi cuối cùng. Bởi vì cho nên nó xảy ra cái tình trạng như vậy. Cho nên vấn đề mình ngồi ở đây để mình nói chuyện, mình đặt ở đây là hòa giải bằng cách nào và hòa giải ra làm sao để cho cả hai các bên đều có thể là không bị mất mặt. Cái điều đó tôi thấy nó hơi khó đó, cái giải pháp. Bởi vì thứ nhất là ông hòa giải nào đi nữa đó, thì tôi nghĩ là ông cũng là người Tây, ông ngồi theo cái suy nghĩ và ông suy nghĩ theo cái lối của người phương Tây, tức là người Úc. Tiền Úc là theo người ta quýnh lộn với nhau, người ta chửi lộn với nhau trong quốc hội và vào bước ra ngoài cái họ ok, bắt tay với nhau coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối với người Việt của mình tôi thấy hơi khó, nhất là mấy ông mà luôn luôn là mình nghĩ là thằng thắng nó sẽ nắm trong tay của mình thì rất là khó, chứ không phải là chuyện dễ. Nhưng mà chắc chắn là mấy ông đâu, tôi nghĩ là ông không có cái khả năng để bỏ tiền mà sau kia. Mà vừa nghe tôi mấy các anh trình bày là ngày hôm nay tòa nó là bên phía họ nó là phải tiếp tục chiến đấu thêm ít nhất là khoảng 7-8 lần nữa là tòa, thì lúc đó bây giờ tôi nghĩ là họ bắt đầu họ mở mắt ra, và đó lý do mà tại sao họ có cuộc họp sắp tới. Có thể là cuộc họp để tiếp tục mà quyên tiền, nếu mà có những cái động lực là đằng sau nó cái cúp tiếp tục chiến đấu đi, ok, vô nước đi, như nghĩa mà hay dùng vỗ ăn cho mấy con gà đó thì đá đi, rồi cái gì thế nào là mình bên này bên kia thế nào cũng vào cái chảo nước sôi thôi. Nhân tôi xin có một cái ý kiến nhỏ là nhân cái vụ hòa giải mà hòa ông Phán á, thì tôi thưa quý vị khán thính giả là chúng tôi xin kêu gọi cái phe đi kiểm đó bớt xuống một chút, giảm xuống cái từ ái xuống cá nhân của mình, xuống thẳng để mà ngồi vô thì cái ông hòa giải đó là bên bị kiện và bên đi kiện đều chọn cái ông đó, đại khái cái ông nào là hai bên đều chọn thì ngồi xuống đó. Cái ông đó nó không phải là ông theo bên này hay theo bên kia, mà ông theo bên lại phải theo cái giới hạn, những cái gì mà của hai bên đưa ra thì ông sẽ ngồi ông dọn chứ. Rồi khi mà ông đọc rồi đó, ông sẽ đưa lên ông tòa, thì đương nhiên ông tòa sẽ biết là cái phe nào có lực luận như thế nào đó. Thì mấy ông bên phe ông Tiến là 5-6 ông luật sư thì họ biết nhiều hơn bên mình. Bên mình thì chỉ may ra chỉ có cái ông luật sư đại diện thôi. Còn cô Kết thì luật sư cũng cả chấp mới ra trường đâu biết gì đâu mà nói. Đó, đại khái vậy. Thì tôi nghĩ là tôi xin yêu cầu bên nguyên đơn cố gắng giảm bớt vì cái lòng thương cộng đồng của mình. Vì tất cả những cái gì của mình mà không có ai làm
phá nát cộng đồng đâu. Tôi guarantee với mấy ông như vậy. Cái ông Huy hoặc là bà Kết hay là cái ban chấp hành trẻ đó, nó chỉ làm vì cái nhiệt tâm của nó mà thôi. Tôi nói thẳng như vậy. Tôi nghĩ là mấy anh bên kia đó, mấy ông bên kia đó, thì nếu mà nếu cần đó, ok, thì chúng tôi cũng cố gắng thuyết phục anh Huy với cô Kết. Họ sẽ knee down, tức là cho mình nó là sẽ quỳ gối xuống đó để mà xin các ngài tha thứ để cho nó đừng đâm đếm về cộng đồng. Bởi vì chúng ta, tôi nghĩ tôi không có rành luật về luật pháp, mình dân ngu khu đen mà anh biết nhiều. Và tôi nghĩ thế này, bây giờ nếu mà cuộc là cộng đồng mà thua đó, họ tấp tới bến cộng đồng mà thua thì cộng đồng tiếp cuộc là cộng đồng phải bán tài sản thôi để mà đền lại cho họ, trả tiền luật sư cho họ, trả tiền thiệt hại cho họ, và cái cost bao nhiêu mình cũng chưa biết. Ok, vài trăm ngàn là cái điều nó thấy trước mắt rồi. Thì bây giờ tôi hỏi, nếu mà như vậy đó thì rốt cuộc quý vị đánh lên ai thiệt hại? Thiệt hại đến nhai, thiệt hại đến cộng đồng, chứ đâu có thiệt ai vô đây đâu. Thì cái điều đó chẳng lẽ là mục đích của các anh là cuối cùng rồi các anh mình sẽ bị nguyện đời phê phán là đập cho đã, đập cho tan nát cộng đồng này luôn, nó đập luôn cộng đồng, phải tan già bại sản luôn. Tôi thấy là qua cái điều anh Hoàng Nam vừa nói đó, thì chúng ta nhìn thấy một điều đó là dù thắng hay thua trong cái cuộc này đó, thì cũng chẳng, tôi nói thật, chẳng có vinh quang gì hết đó, và cũng chẳng có tự hào gì hết. Cái cuộc chiến này đó, là không. Tôi không gọi là khùng đâu, tôi sẽ gọi người đó là anh hùng. Không, tôi nói là không á. À, khôn. Tôi nói là không. Vì vậy cho nên á, nếu mà những cái người yểm trợ cho nhóm bác sĩ Tiến mà nghĩ rằng phải lấy lại những cái số tiền mình bỏ ra, phải mình phải chiến thắng để mà mình lấy lại những cái số tiền đó, thì chúng tôi tin rằng đó là một cái quyết định rất là sai lầm và sẽ dẫn cộng đồng chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta thường hay nói, đó là phải bán tài sản để mà phải trả cho cái vụ kiện. Tôi nghĩ rằng là anh Tuy, tôi thấy là nếu mà nó năm nay mình vẫn bây giờ dư luận bên ngoài vẫn nói là vụ kiện giữa ông Tiến với lại bên VC cộng đồng, ít người còn đang nhắc tới những người đứng bị hai sát bên đó. Họ không nhắc tới là cái đây tôi thấy đi ra đường, tôi quán cà phê ngồi, quán cà phê xã hội Karabata, xã hội Ban Thao, tôi chỉ nghe là vụ tiền ông Tiến, tiền cộng đồng, Tiến cộng đồng, họ cũng nói bao nhiêu thôi, tôi cũng nghe các gì khác hết. Tuy nhiên mình thấy rõ ràng là nếu mà bây giờ nghĩ là bây giờ phải ngồi xuống để mà làm vậy hòa giải với nhau thì mình sẽ thua, thì vấn đề nó không có giải quyết được vấn đề. Mà tôi nghĩ nếu mà anh bên kia bên nguyên đơn bên ông Tiến anh xuống đó, tôi nghĩ là cái uy tín của anh nó càng lên, người dân ở trong cộng đồng mình người ta nể phục cái nó năm nay tôi gọi là cái cao thượng của mình đó. Ok, thì tôi nghĩ là họ còn ấy họ, chứ bây giờ mình thắng, bây giờ tôi cho đặc biệt mình thắng đi, thắng thì quý vị cũng không có thể nào hàn gắn được những cái sức mẻ một cái số người nào đó, người ta đã bất đồng quan điểm với quý vị, tức là tự nhiên quý vị chia điều ra. Biết được là mình sẽ có một số người người ta không ưa thích mình, cái điều đó nó không đem lại một cái lợi ích nào quan trọng thiết thực để lên cho cá nhân của mình, cho tiếng tâm của mình mà mình đã bỏ công ra bồi đắp biết bao nhiêu năm nay. Nói tới luật sư Tiến là ai cũng nói là anh hùng chống cộng, chẳng lẽ bây giờ nói tới luật sư Tiến người ta nói là anh hùng thua cuộc sao? Thua cuộc là sao có anh hùng được? Đúng vậy, bây giờ khi mà chúng ta có một cái cuộc hòa giải qua một cái người trung gian đó, và tôi tin rằng khi mà hai bên ngồi xuống đó, sẽ có những cái cam kết trên giấy tờ. Và kể cả nó có những cái cam kết không phổ biến cái nội dung đúng rồi của cái thương thảo đó cho public đại khái như vậy. Vì vậy cho nên tôi nghĩ chẳng có điều gì mà chúng ta cảm thấy bị thua thiệt ở trong cái vấn đề hòa giải này hết đó. Tại vì nếu mà chúng ta muốn giấu cái thua thiệt đó thì bằng cam kết, mà chúng ta muốn cả hai bên đều có chiến thắng thì quý vị muốn nói thế nào thì nói ngoài cái cam kết đó thì cũng không sao cả. Thì rõ ràng chúng ta phải có một cái cam kết mà quý vị nghĩ rằng nếu mà không cần phổ biến thì chắc chắn là cái người trọng tài này họ cũng sẽ làm y như vậy thôi. Thì cũng đâu có cái chuyện gì trở ngại trong cái vấn đề quý vị phải ngồi xuống để hòa giải. Mà trong khi đó tôi mới loan một cái tin ngắn ở trên Facebook là sẽ có một cái cuộc hòa giải ngoài tòa như thế này, thì đã có những cái người dư luận viên của phía bên đó nhảy vào nói rằng đó là đừng có tin những cái lời tôi nói, tại vì không thể nào có cái chuyện hòa giải. Vâng. Điều đó nó làm cho mình cảm thấy rằng rất là khó chịu ở cái chỗ là khi mà mình nói đến cái thành tâm thiện ý của mình thì lại bị nghĩ rằng là cái họ nghĩ rằng cái hòa giải là một cái thua cuộc của phía họ. Thì điều đó theo cái anh nghĩ thôi. Tôi thấy là cái điều anh lo đó thì tôi cũng hơi quá lo ở cái chỗ này. Tôi nghĩ là cái bên ông Tiến
sau ngày 3 tháng 12 là ngày cuộc họp của họ và những đám đồng thành, có thể họ sẽ giải thích cặn kẽ cách nào đó cho cái phe mà ủng hộ ông Tiến họ hiểu. Là khi họ hiểu rồi ấy, thì họ không có phê bình anh là hòa giải, là chuyện tào lao, đừng tin ông nhà báo Nguyễn Vĩ Túy này nọ, đó là họ chưa hiểu. Sau ngày 3 tháng 12 tôi nghĩ rằng họ có thể họ hiểu, và cái phe ông Tiến sẽ nói cho những cái người mà xung quanh đó là họ hiểu được những cái gì, cái tiến trình của cái cuộc hòa giải này ấy, thì họ mới bắt chặt họ bớt hơn. Và khi họ bớt đó, thì tôi nghĩ rằng là phe đi kiện và phe bị kiện ngồi lại, khi mà ngồi lại rồi mà có trọng tài đó, thì lẽ đương nhiên họ thấy được những cái gì mà cần làm cho cộng đồng. Thì tôi nghĩ cũng mong mỏi rằng là phen bên họ thấy được, và khi họ thấy được á, những điều mong mỏi cho cộng đồng không có va chạm gì tới cái tự ái của họ đó, thì chắc tôi nghĩ rằng là cộng đồng mình có cái tương lai sáng sủa. Giống như ngày này gió nhiều quá nhưng mà cuối cùng nó cũng tạnh. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà thật ra thì tôi nghĩ như thế này, tôi tiếp lời với anh Thái, tôi nghĩ thế này nè. Bởi vì nó khổ một cái nỗi, nếu mà những người nào ai cũng suy nghĩ như là những người bàng quan, như anh, như anh Vi Lý, ngay cả cá nhân tôi cũng vậy, ai cũng nghĩ mình có nghĩ như một cách dễ dàng như vậy đó, thì cái vấn đề nó đâu có khó gì khăn gì để mà chúng ta có thể giải quyết. Nó khổ một nỗi, anh có hiểu là nhiều người đã nói với tôi là vấn đề mà làm cho ông thơ bác sĩ Tiến thay đổi lập trường vì cái tư cách cái cá nhân của anh thì rất là khó, không ai có thể lay chuyển được. Nhắc tới đây tôi mới nhớ là không có phải là có nhiều cơ hội để mà có thể hàn gắn lại nhiều nãy chúng ta đề cập tới như bác sĩ Nam hay là nhiều người khác. Có một lần tôi phỏng vấn ông Nguyễn Duy Cầm, thì tôi hỏi trực lý do anh ra đây là làm cái gì, thì ông nói là ông ra gặp anh Tiến để ông nói về cái vụ kiện này nè. Là nó ý ông nói là nó thôi đừng có rút, đừng có kiện cộng đồng nữa, kiện như vậy là nó không có gắn đi tốt này kia nọ, ok. Mà thật ra thì ông cũng không có nhận được những cái lời mà có vẻ tốt đẹp lắm, cho nên đó là lý do mà tại tôi thấy là cái thời gian sau này qua cái cuộc phỏng vấn của tôi đó, thì tôi thấy rõ là tôi có thể đọc được ở trong đầu của anh Nguyễn Duy Cần là anh có vẻ khó chịu. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là đối với lại ông Tiến mà bị thay đổi thái độ rất là khó, bởi vì quý vị ai cũng biết cả, mình nói là cái tôi và cái sĩ diện đó nó thể hiện lên con người. Khi mà cái tôi của nó hay là cái chấp của nó mà mình vẫn nói đó, họ nổi nóng lên đó, thì họ bất chấp tất cả những cái lời nói của bất cứ ai, họ sẽ hành động theo cái chiều hướng của họ, họ sẽ hành động theo cái ý của mình đó. Và nếu mà họ không có những cái chấp đi, thì họ đã bình tĩnh từ lâu rồi, họ xoay sát hết tất cả những cái góc nhìn có vẻ nóng giận mà chắc cuộc là họ biết là nó không đem được những cái lợi lộc gì cả. Cho nên bây giờ mình ngồi ở đây mà mình nói tới cái chuyện mà hòa giải đó, cái hòa giải mà anh Túy vừa mới đưa ra mà bị người ta gạch đít như này, ta nói làm sao mà có cái chuyện mà hòa giải trong đây được đó, thì tôi nghĩ là nó nói lên tất cả rồi mà mình không có nghĩ tới. Cho nên mình chỉ đem cái lòng thành thật của mình để mình đối là diện với những cái chấp cái tôi như vậy, nó khó thay đổi lắm chứ là không có dễ. Tôi biết các anh nghĩ suy nghĩ như thế nào. Tôi thì sau khi nghe anh Hoàng Nam nói như vậy thì thật sự tôi bi quan về cái vấn đề hòa giải này lắm. Tại vì rõ ràng là chúng ta có một cái cơ hội, tức là đây là một cái lệnh tòa, họ muốn rằng cái chuyện không thể nào bé xé ra to như vậy. Họ muốn thu gọn lại để đến khi mà các anh không đồng thuận được qua một cái phiên tòa hòa giải này đó, thì khi trở lại đó, nó chỉ còn lại một cái bản báo cáo của cái người mà trọng tài đó mà thôi. Tức là mọi chuyện nó đã được thu ngắn, và lúc đó tòa họ sẽ xử trên cái căn bản mà hai bên không đồng thuận về các vấn đề gì đâu. Vì vậy cho nên tôi tin là đây là một cái quyết định rất là khôn ngoan của ông tòa, tức là dùng một người khác để đọc tất cả các hồ sơ, có thể mỗi bên lên tới cả hàng ngàn trang. Để còn cô đọng lại một trang để họ xử trên cái căn bản một trang đó mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là rõ ràng là bao nhiêu cái công lao của phía bên bác sĩ Tiến để tạo ra một cái hồ sơ dày để cho làm cho tòa có thể choáng váng thì nó cũng vô bổ, cuối cùng nó cũng vô bổ ở cái chỗ là họ chỉ còn nhắm tới những chuyện gì mà hai bên không thể đồng thuận được mà thôi. Tức là bây giờ tại sao đưa đến vụ kiện 18 cái hội đoàn tập lập, tại sao anh sợ 18 cái hội đoàn tân lập này, là vì theo bác sĩ Tiến là nó sẽ gây cái ảnh hưởng cho một cái cuộc bầu cử mà những cái người mà đang
trong ban chấp hành cộng đồng sẽ tiếp tục duy trì cái vị thế độc tôn của họ trong các nhiệm kỳ kế tiếp. Thì thưa với quý vị là rõ ràng là chúng ta chưa nhìn thấy cái kết quả đó, 18 cái hội đoàn đó nó có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử đó như thế nào hay không, nó có gây một cái thiệt hại gì về tài sản, về tính mạng, về thế này thế kia hay không. Thật sự rất là khó chứng minh về cái thiệt hại đó trước tòa. Vì vậy cho nên cuối cùng ấy, thì tòa xử, thì thưa quý vị, xử thì đi tới cái chuyện gì? Nếu mà là ông Tiến thắng đi thì là giải tán 18 cái hội đoàn. Nhưng mà thưa với quý vị là trong 18 hội đoàn đó không phải cái hội đoàn nào mà cũng có thể giải tán được. Nếu mà tòa xử về căn cứ về cái thành lập, về cái tiêu chuẩn mà thành lập các cái hội đoàn đó, thì thưa với quý vị, ông Tiến cũng không thể nào thắng. Tại vì tất cả họ đã làm theo một cái tiến trình rất là hợp pháp, hợp lý và theo đúng cái đòi hỏi của nội quy, thì không có lý do gì. Chỉ có cái vấn đề là phe kiện họ đưa ra những cái dự tưởng, những cái suy nghĩ về những cái người đó thân với người này, thân với người kia thì sẽ bỏ phiếu cho người này người kia mà thôi. Chứ còn những cái điều đó ở trong luật pháp của nước Úc này không có ai cấm cái chuyện đó cả. Trong một gia đình, hai vợ chồng, một người theo lao động, theo tự do là bình thường. Ông chồng theo đảng Nation, bà vợ theo đảng Liberty, đại khái như vậy. Thì cái chuyện đó, đối với nước Úc này, điều đó nó không gây thiệt hại cho bất cứ ai cả. Nhưng mà tôi hơi lan man một chút thì cho chúng ta thấy rằng là bên nào thắng hay bên nào thua thì cộng đồng vẫn là cộng đồng. Tổ chức cộng đồng vẫn phải là một cái tổ chức duy nhất của cộng đồng người Việt tự do tại đây. Không thể nào có chuyện xé đôi, không có thể chuyện nào có một cái cộng đồng thứ nhất và có một cộng đồng thứ hai. Giống như trước đây chúng ta có cái hội Thủ Đức số 1 và hội Thủ Đức số 2. Và chúng tôi tin rằng trong tương lai đó sẽ có, bây giờ đang có cái hội cựu quân nhân và sẽ có cái hội cựu quân nhân khác. Thí dụ ấy, thì chúng ta phải chấp nhận những các cái đó, nó là một cái tiến trình bình thường ở trong một cái xã hội khi mà họ muốn đấu tranh cái quyền lợi cho họ về vấn đề chính trị hay về vấn đề đàm phán. Cho nên trở lại cái vấn đề của cộng đồng của chúng ta phải coi những cái dị biệt đó là những cái dị biệt thông thường, bình thường và nó có thể trải qua sau một cái nhiệm kỳ. Tức là sau một cái nhiệm kỳ nó sẽ quyết định mọi chuyện đó khác đi. Thí dụ như cái nhiệm kỳ sắp tới của cộng đồng người Việt, chúng ta có thể đem ra cái vấn đề 20 phiếu của mỗi hội đoàn để chúng ta biểu quyết. Chúng ta có thể yêu cầu một cái tiến trình duyệt xét các hội đoàn một cách nghiêm chỉnh hơn, khó khăn hơn bằng một cái tu chính nội quy. Và kể cả chúng ta có quyền truất phế cái 20 phiếu vô, mà nhiều người gọi là rất là vô lý ở trong cái hệ thống sinh hoạt cộng đồng của chúng ta ở đây bằng một cái đại hội cộng đồng. Tất cả nó chỉ cần một cái nhiệm kỳ nó trôi qua là tất cả mọi cái sự sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta nó sẽ trở thành lành mạnh, nó sẽ trở thành như xưa. Vì vậy tại sao cớ gì mà chúng ta lại phải đi chặn lại cái tiến trình bầu cử đó để cộng đồng có một cái ban chấp hành trong tương lai? Vâng, cái điều rõ ràng là mình thấy đó, như qua sự trình bày của anh tôi thấy đó, thì vì cái bên phía phe đi kiện đó, họ có những cái suy diễn mà nó có vẻ nó tiêu cực đó. Bởi vì đôi khi chúng ta mới thấy đôi khi có một hành động nào đó, có một cái câu nói nào đó của một cái người khác, nó không có ý nghĩa gì trong đầu của chúng ta cả, vì chúng ta không có nghĩ gì khác cả. Nhưng mà bởi vì nó bị suy diễn, nó bị những người họ còn ngồi lại với nhau suy diễn nghĩ một cách rất là tiêu cực, cho nên nó mới xảy ra cái tình trạng, cái vấn đề của cộng đồng ngày hôm nay rất nhỏ, là họ làm cho, tôi có nói là họ làm cho phức tạp quá vấn đề này. Đó. Và họ đã bị lôi cuốn vào trong đó, họ đâm ra họ nổi giận. Họ mới đi tới cái tình trạng mà cộng đồng nó bị cái tình trạng phân hóa như ngày hôm nay. Và đó là một cái điều mà tôi nghĩ là vô cùng đáng tiếc. Tôi nghĩ là này, nhân cái dịp riêng cái nhân tôi đó, thì tôi chỉ nghĩ là nhân cái dịp mà tòa án vừa rồi ra cái nó năm nay tôi gọi là ra một cái chỉ thị, ra một cái lệnh đó, để chúng ta phải ngồi xuống để nói chuyện với nhau, thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt. Ok, bây giờ chỉ còn làm sao mình thay vì hòa giải phải kêu một người mà mediator vậy đó, đã đứng ra và làm trọng tài đó, thì tại sao anh em mình không chịu ngồi xuống với nhau để mình có thể nói chuyện trước được? Biết đâu từ cái con nói chuyện đó mình có thể find out ra những cái solution mà mình có thể
làm được những cái điều tốt đẹp hơn, đem tới cái chuyện tốt đẹp hơn mà mình không có phải đi phải tốn tiền. Tôi chỉ lo lắng là bây giờ họ sắp tới đó, họ như nãy anh mới trình bày mới cho tôi biết là người ta sẽ có một cuộc họp vào cái ngày 3 của tháng gì đó, tháng 12 tới đó. Vâng, thì coi được khẩu bị đông người mà 9 người 10 ý thì mới nói là người ta bắt đầu mới ngồi xuống với nhau, họ thúc qua thúc lại với nhau, rồi rốt cuộc là nó sẽ diễn tiến ra những cái chuyện mà vì cái sự sĩ diện như tôi đã nói ở trên, nhiều sự mất mặt nữa, rồi nó đưa đến những cái kết quả nó không tốt. Không biết các anh nghĩ sao? Tôi thấy rằng là cái vụ mà ngày 3 tháng 12 mà họp là với tôi cũng khách quan lắm, với là lạc quan lắm. Có thể họ thông báo cái kết quả ngày hôm nay định tòa phán như vậy, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào, họ có thể hỏi ý kiến của những cái vị đồng hành của họ đó. Thì nếu mà những cái vị đồng hành, nó có hai trường hợp xảy ra. Một là những người đồng hành nó quá khích, ở đây là tới luôn, ông Tiến ông cứ tới luôn, sau lưng ông có tụi tôi này. Nhưng mà cũng có một cái phe khác, họ cũng còn một chút, không phải là mấy cái phe đồng hành theo ông Tiến 100% đâu, tôi nghĩ đúng quá đó. Thì đôi khi họ cũng có vì xích mích, vì giận hờn, vì ghét bỏ cái ban chấp hành của Huy đó, thành ra họ mới giận, họ mới theo cái phe ông Tiến, chứ không phải là theo họ nhắm mắt của theo đó. Thành thì khi mà họp thì tôi nghĩ rằng họ cũng có hai phe đó, trong cái vấn đề đó. Thành thì tôi cũng hy vọng rằng cái phe mà biết nhìn nhận cái lẽ phải, cái tương lai của cộng đồng đó, nó thắng hơn cái phe kia, thì có thể là cam mê ông Tiến lại đó. Đây, có một điều mà tôi nghĩ là tôi lo ngại vô cùng là ví dụ sau cuộc họp của họ đó, mình không biết được có gì, có những chuyện mà mình không có thể biết trước được chuyện gì nó xảy ra sau cuộc họp đó. Thì ví dụ như có một áp lực nào đó, là có một bàn tay lông lá nào đó chơi cho tới bến đi, thì tôi sẽ có tiền sẵn đây, tôi support cho các anh, thì có là một cái đại họa, phải không? Họ có nhiều người ta lợi dụng cái này, người Việt mình nói là thừa nước đục thả câu đó. Ok, ở đây là chơi cho tới bến đi. Rồi mấy ông kia ông nghĩ là thôi mình cũng già hết thơ rồi, bây giờ tới đây mà bây giờ đã bị mang tay mang tiếng rồi, vài bữa nữa thôi, bây giờ có thua là thắng gì nữa, tôi về tôi cũng đủ rồi cho vợ, nên không che nữa mà chơi luôn cho nó bỏ ghét. Bởi vì mình như thế này, tao như thế này, tôi như thế này, mà làm sao mà thua một cái thằng con nít đó được. Ok, vậy cái đề dưới bị họ đặt cái vấn đề thua và thắng đó, nó quá cao đi, đúng không? Họ không nghĩ tới vấn đề tình cảm, họ không nghĩ tới vấn đề tình thương. Có rất là nhiều người có rất là nhiều trường hợp mà con người họ nổi giận là một cách vô cớ, mình thấy rõ ràng như vậy đó. Vậy nó mới xảy ra cái tình trạng là anh biết là tại sao người ta có thể cầm súng, người ta xả súng, người ta bắn chết mấy chục người trong vòng nháy mắt thôi. Nó có đưa đến cái tình trạng như vậy. Vậy bây giờ biết không, bây giờ họ nghĩ là họ sẽ không được yêu thương nữa, họ đã mất hết tất cả rồi. Họ không được bảo vệ, họ cảm thấy họ bị thiếu thốn về tình cảm, bị mang tay mang tiếng này kia nổi. Mà cái tình trạng đến họ như vậy là do đối phương của họ gây ra cho họ. Đặc biệt mình thấy không, có nhiều lúc người ta trở thành những cái mối hận thù, thì cái điều đó là vô cùng tai hại. Mà tôi không biết là phải suy nghĩ như thế nào, họ có thể dặn lên một cách rất là vu vơ, họ viện đủ tất cả mọi lý do để họ không có gì để gọi là hòa giải nữa, thì tôi thấy là tôi phải là bó tay. Nhưng mà chúng ta nhìn lại toàn bộ cái vấn đề mà đang xảy ra hiện nay cho cộng đồng của chúng ta đó, vâng, nó chỉ gói gọn trong có hai chữ thôi: cá nhân. Đúng. Cái mà tôi đề cập với là cái tôi đó, cái ngã đó. Thì ý tôi muốn nói nó một cái chính xác hơn đó, đây là một cái vụ kiện cá nhân, đây là một cái hậu quả bị tàn phá bởi vấn đề cá nhân, chứ nó chẳng có chính nghĩa, nó chẳng có chủ nghĩa, nó chẳng có cộng sản hay có quốc gia gì trong vấn đề này cả. Và tôi cho rằng đây là một cái vấn đề rất là cá nhân. Cái vấn đề cá nhân đó, thì nó chỉ là cá nhân thôi, thì tại sao mà chúng ta lại phải làm ảnh hưởng tới cả một tập thể như vậy? Và chúng ta mong rằng mọi người đó, thì trong cộng đồng chúng ta nhìn rõ được cái vấn đề đó. Chỉ cần biết rằng đây là một cái chuyện cá nhân, như nhóm này và nhóm kia, cái thù hằn, cái xích mích đó, nó bắt đầu từ những nhiều vấn đề khác, nhưng mà tất cả cũng đều là vấn đề cá nhân hết. Và cho tới ngày hôm nay, nếu mà chúng ta nhìn lại toàn bộ sự kiện, cho tới ngày hôm nay có lệnh án, lệnh phán của tòa ra như vậy đó, thì chúng ta biết chỉ còn một cái dấu mấu chốt duy nhất trong cái vụ kiện này,
Và trong cái vấn đề mà hai bên có thể ngồi xuống hòa giải là vấn đề liên quan tới 18 hội đoàn. Thì nếu mà bên ông Tiến cho rằng 18 hội đoàn này đó là vì mỗi hội đoàn có 20 phiếu sẽ gây ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử. Thì bây giờ chỉ còn một giải pháp duy nhất cho cái vấn đề này cho cả hai bên. Đó là một đại hội của cộng đồng sẽ biểu quyết cái vấn đề này và thông qua cái vấn đề này. Đó là mỗi hội đoàn chỉ có một phiếu, nhưng mọi người trên 18 tuổi và là người Việt Nam ở tại tiểu bang này khi mà đi bầu ra ban chấp hành cũng như là các hội đoàn thì đương nhiên là đi bầu ra hội đồng tư vấn và giám sát. Vì vậy nếu mà chúng ta tiến tới được một cái giải pháp mà hai bên có thể tương ái với nhau đó, thì chỉ có một cái giải pháp duy nhất là chúng ta xóa bỏ cái phiếu hội đoàn. Và khi xóa bỏ cái phiếu hội đoàn thì ông Tiến hay là phe kiện không thể nào nói rằng đó là đây là cái hiểm họa mà mấy ông phải đi kiện cả. Không còn là hiểm họa, tại vì mỗi người đều là một phiếu, đều là bình đẳng với nhau trước phòng phiếu. Thì đây tôi cho rằng đây là mấu chốt để hai bên có thể giải quyết cái vấn đề này và không cần tiếp tục vụ kiện trong tương lai tại tòa án tối cao nữa thầy. Vâng, thì tôi cũng đã suy nghĩ tới cái vấn đề đó, và như trước đây có trong một lần phỏng vấn cũng trong studio này anh Huy cũng đề cập tới vấn đề đó. Anh đề cập tới vấn đề tại sao phải nghĩ tới vấn đề hoàn toàn đoàn thể, tại sao không có bỏ phiếu một cách phổ thông đầu phiếu như vậy, rất là bình thường như vậy. Cho nên không có thể lấy do được khổ mà nổi bên kia đó, có nhiều người bên kia, cái tôi như tôi nói cái tôi hồi nặng ở đó nghĩ là họ làm vì cộng đồng, họ làm vì nghĩ là họ làm để họ bảo vệ cái cộng đồng này. Sẽ cộng đồng này rơi vào tay cái bọn mà gọi là bọn gian tà đó, đó từng lần mình nhiều nói đó. Ok, họ nghĩ như vậy cho nên vì cái bản ngã của họ nó nặng quá đó, cho nên họ nghĩ là họ từng là anh hùng như thế này, anh hùng thế kia, thì họ phải anh hùng để bảo vệ cho cái cộng đồng này chứ. Những cộng đồng, những cái điều mà họ nghĩ là họ đã bỏ ra cho xương máu mồ hôi và nước mắt này kia đó, cho nên cái điều đó nó thấy nó có vẻ hơi phi lý đó, mới cần tội nghiệp cho những người dân của mình, những người dân tị nạn của mình mà không ai muốn thấy cái cảnh này cả. Cái cảnh mà đáng lý là cảnh nên giờ này sắp tới Tết nhất tới nơi rồi, đáng lý phải có những cuộc hội chợ Tết sau những cái thời gian dài Covid. Thì chắc là bà con của mình thấy đúng là cộng đồng đem lại những cái nguồn vui, niềm vui cho họ. Họ cảm thấy họ giống như là được reunion, được hội họp, hội và đoàn tụ lại với cái mấy nhà cộng đồng này. Trời ơi, còn cái gì nó vui sướng cho bằng cái Tết năm nay. Mà cái Tết mà đang mở cửa như thế này, trời đất ơi, sướng gì bằng, sung sướng gì bằng, vui vẻ gì bằng. Chúng ta còn điều hiện diện ở đó cả. Ai muốn mặc áo lớn là mặc áo lớn, ai muốn mặc áo nhỏ thì mặc áo nhỏ. Chúng ta thấy là mình không ai mà để thiếu cái sự tôn trọng đối với tất cả mọi người đó cả. Bởi vì tôi biết rằng là trong con người của mình ai cũng vậy, ai cũng muốn được cái sự tôn trọng. Anh Tuy, anh Thái à? Vâng. Họ cũng muốn, nếu mà những người khác mà không có tôn trọng họ đó thì họ sẽ dễ dàng nổi giận. Cái điều nó dễ hiểu như vậy thôi. Vâng. Tôi cũng đã biết được là các anh đã nhiều lần các anh trách người khác một cách rất là nặng nề. Các anh gác bỏ, các anh dùng những cái lời lẽ tương đối khá nặng để rồi thì các anh tạo những cái sự hận thù, mà thậm chí là không có ngừng chỉ trích với nhau, tranh móc với nhau hơn một năm rưỡi rồi, hơn một năm rưỡi rồi không nè. Cho đến thời điểm là hơn một năm rưỡi trời rồi, bây giờ nó trải ra những cái tình trạng như vậy, tôi nghĩ đã quá đủ rồi. Nó đem đến cái đau đớn cho cái cộng đồng này, tôi thấy nó cũng đủ, quá đủ rồi. Người cái cộng đồng ở đây cũng đã nuốt nước bọt làm ngọt để mà có thể nhìn thấy chúng ta chia rẽ như thế này rồi. Và các anh nghĩ là các anh sẽ làm ai đó sẽ làm tổn thương các anh, thì tôi nghĩ là cái điều đó nó rõ ràng nó không có nếu mà nhìn kỹ một chút xíu. Nhưng rồi thì chúng ta thấy, cũng như tôi cũng biết là các anh luôn luôn các anh trách người mà không bao giờ mình có thể mình trách mình được. Mình phải trách người rồi thì mình mới nghĩ nhìn lại để mình trách mình nữa. Mình trách người thì quý vị anh phải đặt ở là mình trách họ, là mình giận họ, mình làm được cái gì, đúng không? Mình mà làm cho mình cảm thấy rõ ràng ai cũng thấy được mình, cảm thấy mình cái uy tín của mình nó bị damage, nó bị thụt lùi, nó đi ngược lại với những cái gì mà mình đã có từ bấy lâu nay, thì điều đó nó vô cùng uổng. Đó, điều này nó đồng nghĩa với tất cả mọi người là mình tự nhiên cái mình bây giờ mình trở thành là một người đánh phá, làm tan nát này kia nọ, nó điều đó vô cùng tai hại. Cho nên không biết là các anh nghĩ như thế nào trong bây giờ mình trở lại quay lại cái vấn đề mà của tòa án mà
đem ra đưa ra một cái solution, đó là phải ngồi lại tụi bay phải về nói chuyện với nhau. Nó năm nay là như vậy đó. Mấy ông phải về nói chuyện với nhau, cái chuyện là chuyện cộng đồng, thì đối với tòa án giống như là chuyện gia đình vậy đó. Ok, anh em các ông gây lộn với nhau thì ngồi xuống nói cha mẹ, ngồi xuống để mà giải quyết, mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình, rồi mình giải quyết trong cái tình gia đình. Ở đây chúng ta giải quyết trong cái tình cảnh của cộng đồng với nhau. Thì chúng tôi vẫn hy vọng nếu mà bên mình bỏ bớt những cái tôi của bên này bên kia thì chắc chắn là mình sẽ có thể ngồi xuống để mình nói chuyện được. Không biết các anh nghĩ như thế nào? Tôi thấy tới bây giờ là ngày này là 20 tháng 11 21 tháng 11 năm 22 mà mình ông Tiến đưa ra tòa đó là 5 tháng 12 hay là sau đó 1-2 ngày gì đó. Nhờ là tôi nhớ là sau cái ngày mà bầu cử, ban bầu cử đó, thì họ về 2 ngày sau là nộp đơn kiện liền. Cùng với lần gần 2 năm. Trong trem 1 năm. Trong trem 1 năm mà ra tòa. Trong trem đúng gần 1 năm. Thì sau khi sau gần 1 năm rồi á, thì tòa mới đọc hồ sơ. Tòa mới đọc hai bên hồ sơ để tòa ra một cái lệnh là phải tìm một người hòa giải. Thì tôi thấy đây là một cái cơ hội để cả hai phía nhìn lại cái phe của mình, nhìn lại cái tương lai của cộng đồng, nhìn lại cái sự lo lắng của đồng bào. Ngày nào họ cũng nói cộng đồng tới đâu, ngày nào cũng nói cộng đồng tới đâu. Và bây giờ cái cơ hội tới, nếu mà mình không nắm bắt lấy, tôi xin là cả cái phe bên bị cáo, cả phe bên nguyên cáo nắm bắt lấy cơ hội này. Đây là cái cơ hội ngàn vàng. Có thể là khi ngồi đó, có thể những cái điều kiện mình đưa ra mà cái ông hòa giải đó ông không chịu, hoặc là ông bẻ qua bên này, ông bẻ qua bên kia, nhưng mà cuối cùng cái mục đích của ông hòa giải là làm thế nào để cho hai bên hòa giải, khỏi cần ra tòa. Đó thì tôi thấy cuối cùng là nó đi đến cái chỗ cái solution của mình, và các anh cũng đã nhắc rất là nhiều trong các chương trình của các anh. Các anh cũng là bây giờ thôi mình phải ngồi xuống nói chuyện. Dạ. Ok. Mà cuối cùng thì tôi không, mình dường như là các anh không nhận được cái return nào đâu không ạ? Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng cái tín hiệu mà có thể mà chúng ta hy vọng nhiều nhất vẫn là ở phía bên kia. Tại vì rõ ràng chúng ta nhìn thấy là họ một bên kiện mà vâng, cái bên kiện là họ nắm giữ mọi cái chìa khóa. Đúng rồi. Như vậy. Tức là chiến thắng nằm trong tay họ, nó năm nay như vậy đi. Một cái tòa nhà mà coi như là họ giữ hết mọi chìa khóa, tức là đại khái là chúng ta không có chìa khóa nào để mà mở cả. Tôi nói thật, cái ban chấp hành của anh Paul Huy là cái hội đồng tư vấn và giám sát của mình xem ngày hôm nay đã không có cái chìa khóa nào để mà mở hết. Anh đi kiện tức là anh đã nắm cái cán rồi. Thì vậy. Tôi nghĩ như vậy. Cho nên là có một người nào đã nói, và quý vị cũng đã từng nói, người nào tháo người nào cột thì người đó tháo, và người nào khóa thì người đó mở thôi. Vì vậy cho nên chúng ta tin rằng đây là một cái cơ hội mà tôi không dám dùng chữ hiếm có, nhưng mà là một cái cơ hội tốt để mà hai bên chúng ta nắm bắt lại một cái cơ hội, mà đây là do một cái ám lệnh chứ không phải là do một bên nào đề ra cả. Và tôi có thể nói một điều rằng nếu một ngày nào đó, đó tôi cũng nói với anh em, mỗi lần tôi nhìn thấy cái bảng mà đề tên các cái vị chủ tịch của cộng đồng đó, đã. Thì tôi đóng góp của nó rất là nhiều, tại vì các cái tiến trình từ năm nào tới năm nào, gồm có những ai làm những cái công việc gì trong cộng đồng đó tôi đều rõ. Tại vì tôi tới đây từ năm 79 cho nên tôi rất là rõ cái cộng đồng ở đây. Vì vậy tôi đã góp phần rất là nhiều về cái việc mà bảo tồn cái di tích của các thời đại của các vị chủ tịch tiên nhiệm. Vì vậy cho nên nếu mà vụ kiện này kết thúc thì việc đầu tiên tôi yêu cầu ban chấp hành cộng đồng và hội đồng tư vấn giám sát là phải treo cái bảng vàng nó lên để mọi người biết cái lịch sử của cộng đồng. Trong đó những người mà kể cả bây giờ đang gây ra những cái xáo trộn của cộng đồng này, quý vị vẫn tin tưởng tên tuổi của quý vị cũng không ai xóa được hết. Và mọi chuyện của lịch sử của cộng đồng là lịch sử của cộng đồng. Vì vậy quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị thua vụ kiện này quý vị sẽ bị đẩy lên với lệ xã hội, em quý vị thắng cái vụ kiện này quý vị sẽ lấy lại cái chỗ đó. Không phải là như vậy. Cộng đồng lúc nào cũng là cộng đồng, và cái chỗ đó là cái mái nhà chung thì là của tất cả mọi người. Và nếu mà chúng ta vượt qua được những các cái dị biệt đó, những các cái bất đồng cá nhân đó, thì cộng đồng của chúng ta sẽ có một ngày rất là tươi sáng. Và ngày hôm đó tôi tin rằng thay vì quý vị lấy tiền đó quý vị trả cho các cái chi phí tòa, tất cả cộng đồng tới để mà tham dự thì có phải vui hơn không? Đó là cái ngày mà ngày tôi nghĩ là bình minh đến với cộng đồng của chúng ta đó. Đồng nai là như vậy.
không biết là bây giờ chương trình mình kéo dài tương nhiên cũng khá dài, mà mình luận vấn đề về nói về cái vấn đề này rồi. Thì chung quy là tôi nghĩ là tất cả những khán giả mà đang theo dõi chương trình của chúng tôi đó, thì quý vị nếu mà quý vị còn một chút có lòng với cộng đồng này, gắn bó với cộng đồng này, thì quý vị hãy để lại những cái comment để chúng tôi biết được ý kiến của quý vị như thế nào ở trong cái chương trình hôm nay sẽ được post lên trên trang YouTube hay là Facebook mà như chúng tôi vẫn thường hay post lên đó. Thì lần chắc có lẽ là đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay quý vị trong cái chương trình tối nay rồi. Thì sau này rồi chúng tôi sau cái chương trình này đó, để rồi chúng ta sẽ có được coi được cái feedback nó như thế nào. Chúng tôi sẽ dựa theo đó để mà đưa đến cho quý vị những cái tin tức khác, những cái suy nghĩ khác để quý vị có thể đóng góp cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và lời nói cho cùng chắc tôi xin được mời anh Thái trước, rồi sau đó là anh Vi Lý. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì chúng tôi có ý tới đây cũng là chúng tôi tạm đủ và xin cảm ơn anh Hoàng Nam, anh Vi Lý và xin kính chào tất cả các quý vị khán giả. Riêng tôi thì tôi chúc cái ngày đại hội sắp tới của cái nhóm đi kiện đó, là ngày 3 tháng 12 này sắp tới, họ sẽ họp tại Bánh Thảo Sưu Sưu Sưu. Thì tôi hy vọng rằng tôi chúc cho quý vị có những cái kết quả và nó hợp với lòng mọi người. Nó hợp với lòng dân, nó hợp với cái tình trạng hiện nay của cộng đồng, là chúng ta phải vực lại một cái cộng đồng đang bị đổ nát, và chúng ta phải hàn gắn lại những cái gì mà nó đau thương. Và chúng tôi muốn nhân cái cơ hội này gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả những quý vị nào tham dự cái buổi họp đó với ông Tiến, ông Thanh, ông Hùng, bà Nên đó. Thì quý vị đó nên đóng góp những cái ý kiến tích cực và có một cái đường lối giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề của cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay, hơn là chúng ta đi tới những cái quyết định khác mà chỉ làm thỏa lòng hay là làm vui lòng của một số thiểu số khác ở trong các cái nhóm của quý vị. Vâng, cảm ơn anh Vi Tý với câu nói rất là chân thành vừa rồi của anh. Chắc là đó cũng là một cái ước vọng của tôi trong cái chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là tất cả mình không phải là mình tụ họp lại rồi để mình đưa ra những cái lòng đố kỵ, là nghe theo những cái lòng đố kỵ của những người khác, những người ganh ghét của những khác, để rồi chúng ta vẫn tiếp tục nổi nóng. Đôi khi quý vị nhìn lại cái bản thân của mình sai trái như thế nào, nên đừng có thấy đối phương của mình là những cái thứ mà là chìm chướng tai gai mắt, thì cái điều đó nó không có tốt. Bởi vì ai cũng biết cả cái đức tính mà đố kỵ đó, nó là đức tính rất là xấu của con người. Con người dĩ nhiên tôi biết là không có ai hoàn thiện cả, nhưng quý vị thấy là những người mà có những cái lòng mà đố kỵ, hay là những người mà đứng đằng sau lưng mình mà cái tỏ ra cái lòng đố kỵ đó, thì nó rất là khó chịu đối với những người khác ở ngoài. Họ nhìn vào, ok, người ta thấy là không có giống ai. Và đó là cái điều mong ước của tất cả mọi người, mà tôi cũng nghĩ là mong ước của thính giả của Đài Tiêu Viên Nào của chúng tôi, mình đặc biệt là thính giả theo dõi các cái chương trình Không Hẹn, cũng như là thính giả mà cũng đã theo dõi cái chương trình Không Sự của các thời sự của các anh đó, thế sự của các anh từ bấy lâu nay, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay. Cảm ơn quý vị thính giả tham gia chương trình tối hôm nay, và chúng tôi vẫn cross the finger, tức là vẫn cầu nguyện và tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho cộng đồng của chúng ta trong những ngày sắp tới. Hy vọng như anh Vi Tý vừa mới nói, chúng tôi cũng hy vọng là thấy bình minh đến với cộng đồng của chúng ta. Xin trân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.